thải ghép và đến ba bệnh nhân con đỡ. Thì như vậy là chúng ta cùng nhau trao đổi qua cái phần cái bài suy thận mạn. Thì trong quá trình trao đổi với các anh các chị thì tôi có nói đến vấn đề liên tới những cái câu hỏi trắc nghiệm mà tôi thường gặp với các anh các chị. Thế thì bây giờ như thế này, bởi vì đúng là bán được kém chúng ta vào trễ rồi. Thì chúng ta nghỉ giải lao một chút. Thì tôi có ý kiến như này. Thứ nhất là hôm nay thì chúng ta sẽ có 10 câu trắc nghiệm để tôi lấy điểm. Thứ nhất là điểm 15 phút cứ giờ của các anh các chị. Thứ hai tôi cũng điểm ngay luôn cho nên các anh các chị không cần phải chuẩn bị tới, bởi vì tôi có cái chuẩn bị sẵn rồi, tôi sẽ phát cho các anh các chị. Và trong quá trình đó, quá trình làm thì đây là cách ra đề của tôi với hai bài. Thì trong quá trình vừa làm tôi vừa làm vừa trao đổi với anh chị, tôi sẽ trao đổi thêm. Thì bây giờ có một cách như thế này, tôi không